Changan mới đây đã công bố những hình ảnh chính thức của mẫu Changan Senlan S7 sắp ra mắt. Changan Senlan S7 là một mẫu SUV điện mới dành cho Trung Quốc. Thương hiệu Senlan là một dự án hợp tác giữa Changan, nhà sản xuất pin CATL hàng đầu tại Trung Quốc với gã khổng lồ công nghệ Huawei. Thương hiệu này được định vị phía trên Changan và bên dưới Avatr. Hiện Senlan chỉ bán một chiếc xe duy nhất là SL3 thuộc phân khúc sedan nhưng trong thời gian tới, họ sẽ sớm cho ra mắt mẫu xe thứ hai, là một chiếc SUV mang tên gọi S7. Trước khi mang mẫu xe Senlan S7 đến triển lãm ô tô Thượng Hải vào tháng 4, Senlan đã tung hình ảnh chi tiết về chiếc SUV của mình và đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của giới truyền thông nước này. Nhìn lướt qua các hình ảnh do hãng xe Trung Quốc đăng tải, S7 có ngoại hình khá hầm hố và thiết kế khí động học với một số chi tiết thể thao như vòm bánh xe màu đen và khung cửa sổ màu đen nó cũng có tay nắm cửa bật ra và thu gọn vào, bằng với thiết kế bên hông để giảm thiểu khả năng cản gió, và bánh xe hợp kim thể thao với các chấu mâm to bản, sơn hai màu tương phản, bên trong có kẹp phanh cùng màu thân xe. Về kích thước, Trang ngàn sen lan S7 có các số đo như chiều dài 4.750mm, rộng 1.930mm và cao 1625 xe có chiều dài cơ sở 2.900mm, như vậy, kích thước tổng thể của xe gần giống với SUV hạng D như VinFast VF8 chiều dài cơ sở 2950mm. Bên trong khoang lái, xe Senlan S7 có nội thất khá nổi bật khi được trang trí màu nâu cam, xe có màn hình trung tâm khổng lồ, vì thế, giúp cho bảng điều khiển trung tâm không còn nút bấm cơ học nào, tạo ra không gian chống trải ở đây, để tích hợp học chứa đồ siêu rộng, có thêm chỗ để sạc không dây cho hai điện thoại thông minh, xe có vô lăng thiết kế khá thú vị với hai nan hoa, hai nút điều khiển nhỏ và đáy phẳng, tay mở cửa truyền thống bị loại bỏ và thêm vào đó là nút mở cửa nhỏ gọn. Ngoài ra, trang ngang Senlan S7 còn có thêm hai hộp đựng cốc có chức năng sưởi và làm mát cùng đế sạc không dây cho hai smartphone. Senlan sẽ bán ra thị trường hai phiên bản của S7 là, sử dụng động cơ điện hoàn toàn F sẽ có sẵn hai công suất tối đa là 218 mã lực hoặc 258 mã lực. Còn bản EV, xe thuần điện nhưng được trang bị thêm động cơ xăng nhỏ chỉ để phát điện, trong trường hợp xe gần hết bình sẽ có động cơ điện cho ra công suất 238 mã lực. Và động cơ xăng 1.5 lít mang đến 95 mã lực. Senlan S7 sẽ ra mắt công chúng tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2023 vào tháng 4, tới. Nó sẽ được tung ra thị trường xe hơi Trung Quốc ngay sau đó. Giá dự kiến của trang ngàn Senlan S7 sẽ bắt đầu khoảng 550 triệu. Xe...